Sao lại là anh? Một người thú vị như em là chọn một đứa vô vị như anh làm bạn. Có một số người chỉ cần nhìn thấy thôi là đã thích rồi, chẳng có lý do gì hết. Chỉ yêu không khác gì mà chứ mình thấy bụng người ăn không ngon rất dễ mất tập trung rồi. Làm người yêu anh nha. À, con anh hả? Bạn lắm đó nha. Nghe nói con nghỉ học rồi hả? Con có xe không? Ủa giờ con ở với ai? Rồi nghỉ một năm nó làm cái gì? Con có ghê không? Lại thất vọng vì con hết sức cay. Yêu nhau thì phải giúp đỡ nhau để mà lo cho sự nghiệp. Yêu nhau rủ nhau bỏ học à. Nếu còn sống, ba mẹ của con không bao giờ ép buộc con điều gì hết. Mà già này ép buộc thì các người đi đi đi. Phải. Chào em. Đừng đợi em ra xa em nữa.